em chào tất cả các bác đến với kênh cây Tuấn của ba miền thì tiếp tục những video mà em sẽ giới thiệu cho các bác về những cái dòng cây trồng kinh tế những cái dòng cây trồng dược liệu các bác nhé thì hôm nay lên video để giới thiệu cũng như là chia sẻ cho các bác về cái dòng cây đinh năng nếp lá nhỏ các bác nhé giúp các bác phân biệt vì thị trường thì có một vài dòng đinh năng tuy nhiên thì cái dòng ưa chuộng và phổ biến nhất hiện nay thì có dòng đinh năng nếp lá nhỏ cái dòng này thì cái lá rất là thơm và nó được sử dụng nhiều hơn trong những cái gọi là công dụng hàng ngày các bác nhé trong gọi là dược liệu đấy thì dòng đá nhỏ này thì được sử dụng nhiều hơn cây thì nhà em là hàng dâm ủ các bạn cây rất đẹp rồi dễ đã bám ra khỏi bầu rồi cho nên các bác về trồng thì nó rất là đảm bảo đinh đăng thì cái bản chất của nó thì nó rất là khỏe các bạn các bác có thể là chặt cành hoặc là cắm cành thì nếu mà các bác có cái kinh nghiệm các bác chăm sóc thì nó cũng là phát triển nó cũng sẽ lớn rất là nhanh Tuy nhiên thì còn nhiều khách hàng các bác còn chưa có kinh nghiệm chăm sóc thì cũng phải mua những cái dòng cây này những cái dòng cây mà đã ươm bầu và nó đã ra dễ ổn định rồi đó thì những cái dòng cây mà ra dễ này thì các bác về trồng nó rất là đảm bảo và gần như là tỷ lệ sống thì 100 các bác nhé Nếu các bác đã là từng nào các bác đã nuôi trồng rồi các bác có thể thấy dễ của nó đây cây rất là đẹp đó, tổng chiều cao cây thì được khoảng tầm từ 30 đến 35 cm mùa này đinh đang đẹp lắm các bạn đợt cuối cuối năm đấy giáp tết thì cây thường thường thì rất là đẹp vì thời tiết nó cũng tương đối là thuận cho cái dòng đinh năng này Đó, một bịch như này thì nhà em đóng 50 cây các bác nhé vận chuyển toàn quốc cho tất cả các bác cây nhà em thì được khoảng tầm 4 tháng nữa các bạn thêm được một tháng dâm bù nữa những cái dòng cây dâm bù thì dễ nó ra thì các bác trồng nó sẽ rất là đảm bảo dòng này thì nhà em xuất số lượng khá là nhiều, các bác nhé, hàng năm thì cũng xuất khoảng tầm bốn năm vạn đấy, thông thường thì sẽ như thế, và dòng đinh năng này nhà em bán quanh năm luôn. Đinh năng này thì các bác trồng thì vừa có thể là ăn ná này, bán ná; thứ hai là các bác trồng là bán thân, bán dễ, bán củ. Và gần như dòng đinh năng này nó là cây dược liệu và nó được sử dụng toàn bộ cả cây luôn các bác nhé. Chính vì thế thì bao nhiêu năm nay. Thì những cái dòng đinh năng này cũng rất là cơ chuộng và thứ hai là cái công các bác chăm sóc cái dòng đinh năng này nó rất là ít để các bác thể thấy dòng đá nhỏ các bác nhé lá nó kiểu kim luôn lá rất là nhỏ lá mỏ nhỏ mỏng và nhọn các bác nhé còn dòng lá to và dòng nai thì là lá nó nhìn nó to bản lá rất là to về cây giống các bác nhé và lá nhìn nó không kim những cái lá vừa rồi để các bác thể thấy đây dòng lá nhỏ rất đẹp đó, cho nên là các bác có thể là lưu ý khi các bác đi mua hàng nếu bác thể thấy nhìn thấy cái nô cây thì em nó rất đẹp nó đều nhau đó, cực kỳ đẹp luôn và những khách hàng nào mà các bác có nhu cầu các bác trồng số lượng nhiều Đó, và thực tế các bác muốn uh, tin tưởng nhà vườn thì các bác có thể là đặt hàng trước khoảng 2 tháng các bác nhé thì em giao cho các bác những cái dòng cây thì toàn bộ nó đều to và đẹp hơn những cái cây như này nếu mà những khách hàng mà các bác đặt hàng các bác nhé đó còn những cái khách hàng mà các bác đến vườn các bác trực tiếp các bác mua ngay đó thì có những cái thời điểm cây nó sẽ đẹp như những cái cây này và có những cái thời điểm cây nó nhỏ hơn một chút thì các bác có thể là thông cảm thì các bác về các bác chăm sóc nó kỹ hơn một chút thì cây gần như cũng sống tuyệt đối luôn bởi vì cây như em thì đa phần đều trên 3 tháng rồi chứ không phải là những cái dòng cây mà mới cắm các bác nhé những cái dòng mới cắm các bác về cho các bác trồng thì cái tỷ lệ hao hụt nó rất là cao tuy nhiên thì những cái dòng cây như nhà em các có thể thấy nó xanh um rồi nó đẹp như này rồi các bác về trồng nó sẽ lớn rất là nhanh những cái dòng đinh đăng này các bác trồng thì sớm thì khoảng một năm cho thu hoạch thôi các bác thể lấy dòng đá nhỏ các bác nhìn thấy lá nó rất là kim rất nhỏ nhỏ xíu luôn đây các bác thể thấy đây Đó, và cái đặc tính của cái dòng này lá rất là thơm về khoảng cách nếu mà bác trồng kinh tế những cái dòng cây đinh đăng này thì có thể là dao động từ một mét một mét rưỡi các bác muốn trồng thưa thì trồng khoảng 2 mét còn thông thường thì khách nhà em trồng thường trồng khoảng một mét các bác nhé đó, trồng dày một chút thì 80 cm cây okay, đẹp thật đó thì những khách hàng nào mà các bác đang quan tâm đến dòng cây đinh đắng đẹp đá nhỏ các bác muốn mua xỉ mua số lượng nhiều các bác đặt hàng trước cho em? em sẽ tư vấn cụ thể tất cả các bác còn bây giờ em xin tạm dừng dạo đây chúc tất cả các bác thật là nhiều sức khỏe và luôn mua những cây trồng chất lượng nhất em chào tất cả các bác